có nhiều khuyến cáo là mẹ bầu phải tăng cường bổ sung vitamin D và tắm nắng tổng hợp vitamin D. Như vậy thì bổ sung vitamin D như thế nào là đủ? Vitamin D liên quan tới tắm nắng thì chắc ở đây có nhiều bầu, nhiều bạn cũng có tham gia lớp của bác sĩ Đoàn rồi đúng không? Bác sĩ Đoàn có nói về vấn đề là phơi nắng với lại trẻ em đó, để mình biết nó là như vậy. Tại thật ra vitamin D thì nó sẽ nằm ở dưới da của mình đó, mà nó cần phải chờ cái tia nắng vào, tức là cái tia UVB á, mà muốn để cho cái tia nắng của mình mà nó chuyển cái tiền chất ở dưới da của mình, cholesterol, tức là nó dùng cholesterol để nó chuyển sang vitamin D, thì cái hàm lượng UVB nhiều nhất á, là từ 10 giờ cho tới 3 giờ chiều. Thì không biết ở đây có ai phơi nắng từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều không? Em thấy kiểu ai cũng nhăn mặt. Mà người ta còn nhấn mạnh là nó còn tùy thuộc vô cái thời gian mình phơi nữa. Yeah. Và cái màu da của mình. Đối với những người mà cái da họ càng sậm á, họ càng sậm á, thì họ phơi phải càng dữ. Tại vì cái melanin ở trên da của họ là cái rào cản với lại tia nắng. Cái cơ chế bảo vệ của mình để mình chống lại tia nắng hay xứ nhiệt đới của mình là mình phải da ngâm. Còn châu Phi thì phải da đen để mà ngăn cái tia nắng nó lại. Thì những người mà da đen mà muốn phơi nắng bằng cái người da trắng là phải 1 tiếng đồng hồ. Người ta phơi dưới nắng, còn người da trắng thì chỉ cần khoảng 15-20 phút thôi. Tại lớp da họ không có rào cản gì hết, thì tia nắng nó chiếu qua một cái là nó biến thành vitamin D. Và cái thời lượng mình phơi nắng cỡ nào để có được cái vitamin D cần thiết trong ngày tới giờ ta chưa có biết. Mà nếu như phơi, mình phải phơi thì sao? Ví dụ như phơi đưa hết cái tay, hết cái chân, hết cái đùi ra bên ngoài, hay là bây giờ người Việt Nam mình ra đường là cứ ninja, bích bùng, ai cũng vậy đúng không? Mà mình còn đắp thêm kem chống nắng lên. Kem chống nắng là cái chất mà chống lại UVB, cho nên vitamin D hầu như là mình sẽ đều bị thiếu. Hầu như là mình sẽ đều bị thiếu và mình chỉ có thể bổ sung trong thực phẩm thôi, bổ sung trong thực phẩm hoặc là thuốc. Mà thực phẩm có chứa vitamin D thì cái số lượng nó lại ít, nó không có được nhiều. Chúng ta có thể tìm thấy trong các loại cá mà có chứa dầu nhiều á, giống như cá hồi á, một số các loại dầu cá thì nó có vitamin D và cái hàm lượng của nó cũng thấp. Cho nên hầu như là chúng ta cũng cần phải bổ sung vitamin D. Mà vitamin D ở Việt Nam mình thì hay dưới cái dạng là cái viên cùng với là canxi á. Tức là vitamin D và canxi nó giống như hai mặt của đồng xu vậy đó. Vitamin D vô thì phải có canxi để mà chuyển hóa ha. Canxi thì cần vitamin D. Cho nên hai này lúc nào nó cũng đi chung với nhau. Trừ khi mà chúng ta ăn đủ canxi á, thì chúng ta uống vitamin D không thôi thì cũng được. Cho nên vitamin D hầu như là rất cần trong thai kỳ. Đợt Covid vừa rồi á, nó có một số các cái nghiên cứu người ta nói rằng là sử dụng vitamin D liều cao để mà tăng miễn dịch cho những người đó, thì những người nào sử dụng vitamin D đó thì họ ít có cái biến chứng nặng Covid nhiều hơn, tại vì nó tăng cái hệ miễn dịch. Cái này nó quan trọng với bây giờ dân châu Âu lắm, tại vì dân châu Âu hầu như tụi nó không có nắng nhiều, đặc biệt là mấy xứ Bắc Âu á, thì họ bắt buộc luôn là cứ từ tháng 8 tới tháng mấy trong năm á, là mỗi ngày, mỗi người một ngày phải uống bao nhiêu đó vitamin D. Và chúng ta nhớ mà nếu như em bé của mình á, mình trong những tháng đầu mình nuôi con bằng sữa mẹ đó, thì bác sĩ lúc nào cũng dặn á, em bé sẽ không uống cái gì ngoài sữa mẹ. Kể cả nước trắng, nếu như có bỏ vô thêm thì chỉ được bỏ thêm vitamin D để giúp vitamin D cho em bé. Tức là mình không phơi nắng em bé, bây giờ mình phải uống vitamin D để mình bổ sung. Đó thì chúng ta nhắc sơ về cái tầm quan trọng của vitamin D, nó là như vậy.